2. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Bùa Giò. Mình là viên Tào Lao, chào với đạo Trần Hoàng Đại Lâm Ba Lô Tây Linh. Đây là trận ban kết. Đứng trước mà đồng kính lâm là áo đỏ quần đỏ, là tem của đội chủ nhà công ty xăng dầu Phương Nam. Còn bên kia là tem bất động sản Duy Diễn tài trợ cho giải đấu này, gồm có Somno Sang Thứ. 0-0. Trọng tài xác nhận bóng tốt. 1-0. Đây là tem chủ nhà công ty xăng dầu Phương Nam. Okay. Một đều. Đây là trận bán kết thứ hai nha các bạn. Rồi sẽ ba kết thúc tốt của Somno. Hai một. Văn Tùng. Một pha gõ cầu tài tốt của Somno. 3-1. Chung kết tiền ơi. Cho bất động sản Duy Diễn. Quý vị có cần mua đất mua đai thì cứ liên hệ số điện thoại ở phía sau lưng nhé. Vâng, ai đây? Bất động sản Duy Diễn. Và trận bóng tốt của Somno 4-1. Điểm 4-1. Đây là giải 4-4. Tiến Hưng, Đồng Xoài, Bình Phước, Bất Động Sản, Trần Đạt và Bất Động Sản Duy Diễn tài trợ cho giải đấu này nha các bạn. Hai nhà Bất Động Sản tài trợ. Vâng, điểm cho đội chủ nhà 2-4. 2-4. Tây Sang Phương Nam đồng hành với đội chủ nhà. Vâng, bắt đầu. Vâng, một pha rất ưu lực. Chắn bóng nhưng mà ra ngoài. Điểm cho Bất Động Sản Duy Diễn 5-2. Và kết thúc tốt tại trái biển số 2 của tem Dễ Diện. Nè, gần cặp Phương Hà Trẻ ơi. Đó chính là Vũ Văn Lê 3-5 cho cơ sở Phương Nam. 3-5. Đúng rồi, sạc bằng cái này. Đúng rồi. Lần hơn. 4-5. Không đi được rồi. Thành giáo của chúng ta đã phải tháo dây rồi. Điểm số là 5-4. À 4-5. Nghiêng về. Toàn thời đang nghiêng về với đội chẳng chi tiến. 4-5. Lần tầm. Lần tầm. Sơm đeo. 5 đeo. Sơm đeo đã bơi ngoài. 5 đeo. 5-2. Dạ này không thấy quần áo đánh dài rồi. Đã hấp dẫn từ bán kết 2 rồi. Văn Tùng sao bóng. Văn Tùng ơi. Là Văn Vệ chứ anh. Điểm số 6-5. Dành cho Bất Động Sản Duy Diễn. Ông chơi đi chữ. 6-5. 7-5. Bảy năm.
của người kia. Quý bông. Vâng. Bấm dòng kiếu rồi. Bấm dòng kiếu rồi. 8 năm. 8 năm. Ai dám nằm trái không cây? Đá được em nhau ấy. Không phải sợ. Văn Lực. Dám nằm trái không cây cho phim. Vâng. Tỷ lệ cắt bóng của Văn Lực vẫn là 100% cho đến thời điểm bây giờ. 6-8. Dựng 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 thì đang lây dựng ngọn lên. Alo. Giờ nghỉ không? Em cầm khó đi nha. Ai đây? Sâm Đô trên thành công. Một pha đường ngay tốt của Sâm Đô. Trong 96. Đây là trận bán kết thứ hai. Tem của sang thứ Sâm Đô. Hoàng bên kia là tem của Bất Động Sản Di Diện. Gặp ở đây là tem của Lì, công ty xăng dầu Phương Nam. Cây xăng Phương Nam. Văn Lực. Một pha xử lý trên chắn của Văn Lực điểm cho cây xăng Phương Nam 79. Điểm 79 thưa quý vị. 79. Sang 14. Hoàng Thầy Giáo. Vâng, Hoàng Thầy Giáo đã đâu rồi. Mời lại cho Sâm Đô chiến thắng. Và kết thúc tốc của Sâm Đô 17. Điểm cho Bất Động Sản Di Diễn 17. Vâng, này thì vẫn là những pha xả bóng bay của Sang Bình Thắng thưa quý vị. Và xử lý quá hay của Lê 80. Đúng thần thái của chủ nhà. Thưa quý vị, điểm số bây giờ là 80. Tỷ lệ cất bóng của Văn Lực vẫn là 100% cho đến thời điểm này. Sâm Đô 90. Sâm Đô đánh bóng không vào lưới. Còn một điểm nữa. Tỷ số bây giờ chỉ cách nhau một điểm. Văn Tùng Sang Tài 34. Rồi. Mời đều không? Mời đều không? Vâng, Văn Phong Sâm Đô. Vẫn là một pha xử lý rất tốt. 11, 19. Điểm đã đổ về cho Văn Lực Sản Hữu Diễn 19. 11, 9. Vâng, một pha xử lý ăn nắm của Trần Hải Minh Thiện. Đang tiếp cho tem Bất Động Sản Di Diện vừa có một pha bắn công bóng bay ra ngoài. 10-11. Mười một đều. Rồi. Ba kết thúc tốt của Sang Bình Thứ 12-11. Một pha bóng bóng đẹp trực tiếp của Sang Bình Thứ 13-11. Điểm số là 13-11. Ý là bước cho đang hội ý nha các bạn. Okay, no.
Vô đây ngồi luôn. Hết thời gian hội ý. Xin mời hai đội chúng ta tiếp tục vào sân thi đấu. Điểm số bây giờ đó là 13-11. Nghiêng về bóng bất động sản Duy Nguyễn. 13-11. Lắm lắm. Văn Hòa đã thủ được bóng từ 5 rồi. Kết thúc chương trình. Đài truyền hình đến hết 14-11. Quả bóng này coi như là gần hết cho công ty xăng dầu Quân Nam. Kết thúc chương trình đại truyền hình đến là hết. Sang tới là người phát bóng mang điểm trực tiếp cuối cùng. Trên chung bậc Nam Sơn Tư 15-11. Và sẽ đấu đầu tiên. Các bạn thấy anh nhớ xe và leo và xe. Xin cảm ơn các bạn đã chưa. Bạn xem tiếp set thứ hai của cặp đấu này nha.